Rồi câu hỏi nãy Slider ngon hơn hay Sogun Taki ngon hơn Thực ra nếu mà lấy được cái cặp đó thì chắc chắn là ngon hơn rồi Mình nghĩ là như vậy Tại vì thằng ít nhất là cái như thế này Cái này là thằng đơ cũng phải chuẩn bị nè Là thằng Sogun và Taki Chứng minh được là ra quốc tế Không chốc ít nhất là trong lần mà tổ được ra Thì là không chốc Được đánh hai giải quốc tế MSI xuất sắc chung kết thế giới thì ít nhất là cái chúng ta nhìn nhận là coi như là cũng là hơi bị thiếu một tí nhưng cũng ở mức tròn vai thua đại diện khu vực lớn ok thì Taki được cái là đảm bảo được tỷ lệ thành công ra quốc tế cao hơn là slider thật sự là như vậy tại slider chưa được kiểm chứng cho nên gam lựa chọn đầu tiên của gam không phải là slider mà là Taki